Hello, xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang quay hình tại văn phòng Durasafe Việt Nam, số 131 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Cầu Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Durasafe là đơn vị chuyên cung cấp về trang thiết bị an toàn lao động từ đầu tới chân, từ những trang thiết bị như là cửa an toàn, khóa an toàn và các trang thiết bị an toàn khác. Nếu như mà mọi người có quan tâm, có yêu cầu báo giá doanh nghiệp thì hãy gửi email vào vietnam@durasafe.com.vn nhé mọi người, hoặc là gọi vào số điện thoại hotline công ty 028 3821 8988. Rồi một cái video quay về review sản phẩm, tại vì vốn dĩ là đợi một cái lô hàng kính khủng của Bola về thì sẽ review trong một cái video cho mọi người dễ xem dễ chọn. Tuy nhiên là hiện tại đang hot các sản phẩm về kính và khẩu trang bảo hộ mọi người ha. Về khẩu trang thì em xin phép không có giới thiệu tại đây, tại vì bên em hiện tại không có bán khẩu trang y tế cho mọi người nha. Đây, dạo gần đây thì hình ảnh cái chiếc khẩu trang đeo như vậy đang khá là phổ biến, tại vì theo quy định của nhà nước là cũng phải trang bị khẩu trang khi đến nơi công cộng, nơi làm việc tập trung không quá 30 người. Khẩu trang thì mọi người thấy quen thuộc rồi, còn những cái mẫu kính mà như những cái kiểu mà kính kiểu dáng sport như vậy, những cái kiểu kính như vậy thì quá là thông thường rồi đúng không ạ? Giống như là mình trang bị để mà mình đi ra ngoài hoặc là mình làm việc thôi. Tuy nhiên vào những cái mùa mà có cái vấn đề về cái dịch bệnh như vậy đó thì cái mẫu kính, một cái mẫu kính với tên gọi là Goggle đang rất là hot và được tìm kiếm rất là nhiều. Do Durasafe đã thống kê được cái lượt truy cập vào web của mình và tìm kiếm cái mã kính này rất là hot, thì để mà có thể giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm kính tốt thì Durasafe hôm nay Durasafe đã chọn được hai brand về cái mẫu Goggle này là Uvex và Bola. Thì hôm nay cái video này mình sẽ review về kính Goggle của Bola trước nha mọi người. Mọi người có thể truy cập các mã kính này tại www.durasafe.com.vn nha. Rồi, đây. Tại vì mình đeo khẩu trang là test cho mọi người cái độ mà chống động xương của em này. Tại vì mọi người biết là các y bác sĩ của mình đó thì phải đeo kính Goggle như vậy, có thể là đeo cả ngày luôn, không biết là lúc ngủ có phải tháo hay không. Thì cái vấn đề chống động xương rất là sao ta, nói chung là cái vấn đề chống động xương thứ nhất là không có gây cản trở khi mà các y bác sĩ làm việc nè, và làm cho y bác sĩ mắt của họ cảm thấy không có bị mệt mỏi nè, rất là quan trọng nha mọi người. Ngoài cái đây riêng cái mẫu này nha, còn cái mẫu khác thì không làm được. Cái tròng nhựa polycarbonate nó thật là dẻo như vậy nè, bên mọi người bảo quản rất là ok. Các bạn chỉ cần bỏ đây cuộn như vậy vào cốp xe hay là sau đó mình thì hay cuộn như vậy. Đặc biệt là nó chống chày xước, nhưng mà chày xước ở mức độ vừa phải cho mọi người, chứ không mọi người cầm cái vật nhọn mọi người chà vào mà nó chày là mọi người bảo là sốc lừa đảo nha. Đây, cực kỳ dễ đeo luôn. Mình đeo khẩu trang là để test chống động xương nha mọi người. Đây, mọi người có thấy không ạ? Thở lên nè, không có động luôn nha. Đặc biệt là khi mà mình đeo mẫu kính Goggle như vậy á, cái mẫu kính này mọi người có thể đeo được mũ bảo hộ, mũ bảo hiểm 3/4 luôn nha mọi người. Tại vì đã có khách hàng của Durasafe mua và cho feedback nè, rất là ok. Tại vì mới đầu cũng là lăn tăn, tại vì Durasafe chưa có bán cho khách hàng dùng mũ bảo hộ 3/4, mũ bảo hiểm 3/4 bao giờ. Thì khách đã feedback rất là ok, fit với lại mũ bảo hộ 3/4. Thậm chí cái quai nếu mà mọi người đeo ở ngoài nón bảo hiểm rất là ok luôn á. Nhưng mà để mà cho chắc chắn kính nó phủ hết mặt như vậy á, đây nè, mọi người nên đeo trực tiếp vào da nha mọi người. Đây nè, rất là chặt nha, thở nãy giờ luôn. Rồi cái thứ hai là mọi người luôn, khi mà mọi người mua kính, mọi người luôn lăn tăn về cái mũi nha mọi người. Mọi người thấy mũi của mình không ạ? Tại vì thứ nhất mũi của mình không phải là mũi người nước ngoài, cho nên dù có phẫu thuật cũng không có bằng người nước ngoài. Đây là cái khoam của người nước ngoài nhưng là cái sống mũi nó hơi lên cao một tí. Tuy nhiên mọi người phải cân nhắc lại cái môi trường mình sử dụng, không phải là mình tạt cái gì một đống bụi rồi mình bắn nước từ dưới lên thì dĩ nhiên nó dính nha. Cái môi trường mình sử dụng không có xảy ra cái vấn đề đó thì hoàn toàn vô tư. Nên mọi người đừng lăn tăn, mọi người cứ khó khăn ở cái việc chọn kính bảo hộ là phải vừa fit với sống mũi thì rất là khó. Hầu như là không có cái kính để mà phù hợp với mọi người đâu nhá. Đây nè, vẫn còn hở nhưng mà cái môi trường của y bác sĩ là đâu có phải là bệnh nhân ho trực tiếp bắn vào mặt cái y bác sĩ đó đúng không ạ? Đây, nếu mọi người lo lắng thì mọi người nên cân nhắc mẫu này. Đây nè, rồi cái mẫu này nếu mà trong mùa dịch đó thì mọi người có thể mua những cái dung dịch mà khử trùng của mọi người, mình có thể xịt vào để lau khử trùng nè, rồi hoặc là mình dùng khăn giấy có cồn. Nhưng mọi người lưu ý nha, đừng có kỳ kính. Kỳ kính tức là sao? Ví dụ như nếu mọi người có ngâm thì ok, nhưng giống như là ngâm nước á, mọi người rửa nước muối thì ok, còn mọi người đừng có cố kỳ nha, tại vì nó có một cái lớp phủ ở cái chồng polycarbonate của kính. Tại vì có nhiều khách kỹ họ kỳ rất là mạnh mà mình không biết là kỳ mạnh vậy để làm chi nữa, nó bong cả cái lớp phủ ra luôn. Tuy nhiên cái kính này họ thiết kế thì dĩ nhiên là không phải mà cứ ngâm nước là nó chắc đâu nha mọi người, nên mọi người yên tâm về cái vấn đề này nha. Rồi mình đã thử form rồi nè, dẻo à. Cái này thì thứ nhất giá nó rất là ok, và thứ hai là cái form nó hầu như là mặt nào cũng vừa. Và nếu như mà anh chị nào bị cận đó, thì mình đeo kính cận và đeo cái kính này ở trong vô tư. Hầu như các mẫu Goggle của Uvex thì mình đều có thể đeo ở bên trong kính cận được nha mọi người. Mọi người hoàn toàn yên tâm nha, kính cận mình cũng có thể bảo vệ được. Rồi đây là mẫu kính 9306714 nha mọi người. Mọi người nhắn tin vào cho bạn chăm sóc khách hàng tại Bay nha, để bạn tư vấn thêm mình lên về các. Rồi qua một mẫu. Cái mẫu này có vẻ là cái mẫu không có thể nào đeo kính cận được hả mọi người. Đây là 9307375 nha. Cái cách đóng gói của Uvex là như vậy. Nếu mọi người mua những cái kính này thì không có hộp mọi người, tại vì không đựng vừa ha. Đây là cái dây có thể điều chỉnh được. Rất là nhiều anh chị đặt mua cái mẫu kính này lăn tăng là cái việc nó hở mắt. Trời, nó kín lúng luôn á. Điều chỉnh lại một tí các bạn. Đây ạ. Đây nè, bản thân mình nhìn là mình không thấy chỗ hở đó, tại vì nhìn qua video mọi người sẽ thấy hở đúng không? Đó, thế mọi người thấy không nè? Không có ai mà bắn trực tiếp cái gì đó vào, trừ khi nào mọi người nằm ngửa ra. Trừ khi nào mọi người nằm ngửa ra mà dùng cái kính này ha. Nên là mọi người đừng có lăn tăn về cái việc sống mũi nó không có khớp, tại vì không có form kính nào mà vừa fit với mọi người 100% luôn à. Đây bảo vệ toàn diện luôn. Nếu mà đi đâu ai tịch bắn cái gì là mọi người vô tư nè ha. Cái kính đây là cái kính mà Durasafe nhận được rất là nhiều phản hồi là thông tin là hỏi là có sợ là bị mặt gầy, mặt tròn, mặt vuông, mặt ốm gì đó, nó bị hở sống mũi. Thì đã nói là mọi người cứ vô tư nha. Nếu mà mọi người cứ chăm là kính nó bị hở sống mũi và nó không có bảo vệ đảm bảo an toàn được thì mọi người cái này là không đúng nha. Nào đây, thậm chí các y bác sĩ hiện đang sử dụng thì cũng là những cái mẫu kính họ không có thể nào chọn được vừa mặt của mình đâu. Rồi, mình qua mẫu này nha. Kính Uvex Made in Germany hết nha mọi người. Những cái sản phẩm như vậy thì đây, để mình xem có cái khác không. Đây là có những cái thông số ở trên kính được khắc laser rồi, dây nó không có dập Made in Germany rồi. Durasafe là nhà phân phối của Uvex Germany, mọi người an tâm về về hàng mình sử dụng nhé. Rồi Durasafe qua mẫu đây. Sở dĩ không có bán hàng trên livestream tại vì các mã hàng này là mặt hàng về kỹ thuật, mọi người cần có thời gian để tìm hiểu về kỹ thuật, cho nên là không có chốt qua livestream được, chỉ có những cái video review như vậy thôi ạ. Đây nào, hồi nãy giờ là đây là cái kính huyền thoại. Rồi cái này nó không in mã luôn. Cái này font to hơn cái mã đầu tiên một tí nha mọi người ơi. Mà được cái là dây nó có dạng dây như vậy nè. Rồi giãn, bao giãn cho mọi người luôn. Ê, rồi hơi rộng rồi, cắt dây lại nè. Sợ mà hở mũi á, cái này nó to hơn cái đầu tiên nha. Khi mọi người đeo chồng vào như vậy nó sẽ nằm ở cái vị trí khẩu trang của mình, cho nên là không hề có vấn đề gì mà khi mình không lọt được cái gì vào đây luôn á. Nè, các bác sĩ mặc thêm một cái coverall trắng ở trên nữa, ok luôn mọi người. Mọi người mà sợ nó hở mũi lên chọn mẫu này nha. Nè, không thấy nha, khẩu trang mình đã bảo vệ rồi á, bảo vệ cái phần mà hở rồi. Đây những cái mẫu rất là thông dụng, cho nên là mọi người phải cân nhắc về cái vấn đề mình mua cái loại kính Goggle này, tại vì hiện tại thì các y bác sĩ họ đang dùng, họ không có chọn được nha mọi người, là một form một size một thôi, size kính quốc tế. Thành ra là cứ bịt kính mít như vậy là rất là ok rồi. Nên mọi người đừng có cố tìm một cái kính mà vừa với cái mũi của mình là không có đâu. Kể cả nâng mũi sau khi phẫu thuật rồi cũng không có nữa. Đây. To hơn cái mẫu đầu tiên nha. À, nó cũng dẻo nè. Dẻo cho mọi người, là kính dẻo. Rồi bây giờ cũng cái mẫu kính đó, nhưng mà mình có một cái phân khúc cao cấp thôi. Chết rồi mọi người, chờ mình ra lát mình đang lấy cái tô mình đi. Đây 93022445. Một khi mà đã cháy hàng toàn cầu là mẫu nào mình cũng dùng hết, chứ đừng có kể chi đến màu sắc nha. Đặc biệt nếu mà mọi người muốn phân biệt người á, tại vì chùm vào ai cũng như ai á, thì mọi người nên mua các màu đó. Nè, trời ơi xuất sắc nè, thấy không đó. Những cái mẫu kính này nó cho cái tầm nhìn cái vòng tròn, cho nên là mình có thể nhìn tới 180 độ, mọi người liếc ngang, liếc dọc, liếc trái liếc phải, ok. Rồi hở mũi đây nè, cái khẩu trang của bạn đã bao rồi, nên mọi người đừng có mình nhắc rất là nhiều lần về cái việc sống mũi, tại vì rất là nhiều khách nhắn tin cứ mới một nội dung là sợ bị hở mũi thì rất là khó nha mọi người. À, đó. Ok luôn. Nè, không có trói nha. Rồi đéo đây mà ngon, chất lỏng văng bắn vô tư luôn. Cái miếng silicon này siêu mềm nha mọi người. À, đó. Siêu mềm á, nhưng mà nó ôm chặt lắm. Những cái trồng kính của Uvex thì nó là 99,9% là nhựa tinh khiết, cho nên khi mà đeo làm việc từ 8 tới 10 tiếng là sẽ không có bị chóng mặt, đau đầu, và năng suất làm việc của mình sẽ tốt hơn. Cho nên đó là lý do tại sao mà mua một cái kính tốt từ một cái brand lớn thì mọi người cũng phải xem lại cái công nghệ của cái trồng kính nó nha mọi người. Đặc biệt là nó chống loãng xương luôn. Mọi người đeo kính mít như vậy, mình đeo nãy giờ không có cái kính nào thở lên mà bị động xương hết nha. Rồi mọi người đợi mình lấy cái siêu phẩm vô nha. Cái này tại vì hàng mới đã bị dán tích tem như vậy không có mở được. Đây là cái hàng mới của nó nè. Rồi. Cái này thì rất là ít mọi người biết. Mình không biết là mọi người có biết không, nhưng là nó cũng có hơi khó search ở trên Google. Nó gọi là Goggle face shield mọi người. Tức là có thêm cái khiên mặt á, bên mình là mình gọi khiên mặt. Mình lấy hàng của showroom đến 2 buổi nha mọi người. Thấy không? Trời ơi. Cái mà nha mọi người. Quay một vòng này. Bịch tới mang tay luôn nha. Cái này là dở ra được. Nhưng mà một khi đã y bác sĩ đã trang bị như vậy thì họ không có mở ra làm gì hết nha mọi người. Nên là đó, nếu mọi người mà sợ cái khẩu trang mình không đủ á, thì những cái vật dụng này mọi người có thể xài xong rồi. Khi mà bảo quản á, mình có thể là xịt khử trùng nè. Những cái dung dịch khử trùng nè, dung dịch sát khuẩn á mọi người. Hoặc là mọi người ngâm nước muối ha. Ngâm nước muối sau đó xịt dung dịch khử khuẩn nha. Nhớ là tuyệt đối mọi người đừng cố kỳ cọ cái tròng kính nha. Một lần nữa mình nhắc rất là nhiều lần, đối với tất cả các sản phẩm kính bảo hộ của Uvex và Bolle luôn. Tại vì hai hãng này họ đã phủ một cái lớp cái công nghệ của tròng kính rất là tiên tiến. Và dĩ nhiên phủ cái công nghệ phủ họ bám rất là chặt luôn. Tuy nhiên vẫn cái nào chặt cũng không bằng sức người mình cố gắng kỳ cọ ra đâu nhé. Cho nên là mọi người phải hiểu cái cách bảo quản của kính, chứ không phải là cái kính này nó đắt tiền nhưng mà nó quá là dở, cái lớp phủ dễ tróc là sai nha mọi người ha. Rồi có vẻ đây nè, đây là những cái em mà cái thời điểm này có thể là mọi người chưa có nhu cầu đâu. Tuy nhiên thì nếu như mà các anh chị nào mà có bạn bè người thân mình hiện tại đang công tác tại ngành y tế của Việt Nam thì mình có thể giới thiệu hoặc là mua tặng cho người thân của mình nha. Thật sự là không biết sao dạo gần đây á, hai cái mẫu mà bên mình bán á, đây là đây nè, cái kính này, cái kính cái mẫu này thì không có đeo được kính cận nha mọi người, chỉ đeo vào mắt thôi nha. Rồi tự nhiên trong tuần này là hai em này là đi rất là nhanh hàng luôn, không biết tại sao. Thì Durasafe làm một cái video cho mọi người hiểu về các loại kính Goggle ha. Cái này là giá tốt nhất cho nên nó đi rất là nhanh hàng luôn. Đây nè. Còn có một số anh chị bảo là Durasafe có bán cái mặt nạ không? Thì mọi người thấy là mặt nạ nó dính vào trong cái kính đó, nếu mà bán mặt nạ không á thì không biết sao mà đeo luôn nha. Thì cái mẫu kính này, rồi cái này cũng chống động xương luôn. Và mình nhắc lại những cái mẫu Goggle to vậy nè, mọi người có thể đeo kèm kính cận ở bên trong rất là ok nha. Thì mong rằng cái video này mọi người sẽ giúp Durasafe chia sẻ đến cho các anh chị mà người thân của mình hiện đang công tác tại ngành y tế tại Việt Nam. Nếu như có một cái sự bảo vệ tốt nhất thì liên hệ bên mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.